Tình yêu đẹp thường khiến chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ và tình yêu thời ông bà xưa càng khiến chúng ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Hãy cùng theo dõi câu chuyện cảm động sau đây của một cụ ông bên người vợ đang hôn mê của mình. Siết chặt đôi bàn tay, người đàn ông thỏ thẻ: "Vợ chú đó, bà ấy bị tai nạn rồi nằm liệt ở đây mấy tuần rồi. Lúc xảy ra va chạm, xe với người cô không bị gì, chỉ trầy chân chút xíu thôi. Qua hôm sau, chú chở cô đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình vì nghĩ là cô bị chấn thương phần mềm nên xin về nhà cho uống thuốc. Nào ngờ..." Nói đến đây, chú Bình rơm rớm nước mắt và đau xót. Vì bệnh viện khi đó quá tải, nhà lại không có điều kiện, chú làm bảo vệ một ngày chỉ có 150.000 đồng. Lúc đó chú mới hỏi bác sĩ là vợ chú phải nằm bao lâu, bác bảo ít nhất phải 4 tháng. Chú như chết lặng, không biết cách nào để cứu lấy vợ mình. Chú Bình nghẹn ngào nói. Đứng kế bên giường bệnh của vợ, cách vài phút, chú Bình lại lấy tay xoa vào lòng bàn tay của cô Châu. Trong khi đó nằm bệt một chỗ, cô Châu mệt mỏi hướng đôi mắt lờ mờ về phía chú Bình như muốn nói điều gì đó với chồng. "Bà ơi, bà tỉnh lại đi bà ơi, ngồi dậy mà nói chuyện với tôi." Chú Bình bật khóc. Trước những thông tin từ bác sĩ, chú Bình nghẹn ngào đặt đôi bàn tay co rúm lên đầu vợ, nước mắt rưng rưng. "Chú chỉ có mỗi mình bả, lỡ mà bả có chuyện gì, chắc chú sống không nổi." Hiện tại với đồng lương làm bảo vệ ít ỏi của mình để lo viện phí cho cô Châu là một điều không thể. Hy vọng mọi người gần xa có thể quan tâm và hỗ trợ để tiếp thêm động lực cho chú Bình trên hành trình giành giật sự sống cho người vợ lớn tuổi. Mọi người quan tâm đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại của chú 0989 393 668. Xin chân thành cảm ơn.